Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tình cờ mình đi công tác cũng như là qua nghe nói về ở khu này có một anh có một cái khả năng rất là đặc biệt các bạn ạ. Anh ấy bị khiếm thị cả hai mắt nhưng mà anh ấy làm máy sát và làm các cái công việc hàng ngày ở nhà rất là giỏi nha các bạn nhé. Không bị làm pha cả đấy. Anh ấy bị khiếm thị hoàn toàn hai con mắt nha các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ mời các bạn cùng tôi vào xem công việc của anh ấy hàng ngày như thế nào nhé. Rồi, mời các bạn cùng tôi đi vào nhà anh ấy nhé. Đây là chị nhá. Chị ơi, cho em hỏi là anh này mắt mù nhưng mà anh vẫn sát tóc bình thường được à? Rất là giỏi nhỉ. Một mình anh ấy khác làm à? Vâng. Khác làm. Làm lâu chưa chị? Nhưng mà ở đây đoạn điện đóm linh tinh này không sợ giật à? Không sợ. Em nghe nói hình như đợt trước là còn dùng máy sát kiểu quay tay nữa cơ phải không? Thế mà anh ấy vẫn làm được. Rồi nhỉ. Thế hôm nay là chị là đi sát tóc ở đây ạ? Đó chào bà nhá. Vâng, đó xem anh một tí. Vâng. Thế nghe nói anh lâu rồi nhưng mà bây giờ vào chứng kiến tận mắt xem anh làm việc như thế nào. Chào anh nhá. Sát tóc. Thử xem anh ấy có phản xạ được không. Không. Không thấy. Không nhìn thấy hả? Không thấy tí nào. Nhưng mà làm thì chuẩn nhỉ. Không xịt phát nào. Rất chuẩn. Anh giỏi. Em chào anh nhá. Em nghe tin anh lâu lắm rồi, thấy bảo anh ở đây ra đây trước anh ở Thượng Tân nhỉ? Trước anh Thượng Tân anh ra đây cũng lâu rồi phải không? Chục năm rồi à? Vâng. Thế là bảo là anh mắt anh là hiện tại là không nhìn thấy gì nhỉ? Vâng. Thế mà anh vẫn làm máy sát chuẩn hết. Em anh làm máy sát này lâu chưa? Được hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi. Vâng. Từ lúc ra đây là làm máy sát suốt à? Lúc thử tuyến làm à? Năm 2 năm 3 năm. Ba năm rồi à? Vâng. Em tưởng là làm máy sát được hơn 10 năm rồi chứ? Năm. Làm trong Thượng Tân được 3 năm mà. Vâng. Trong ra đây được 10 năm. 10 năm rồi. 2007 lại lại sát tiếp hai bao này à? Anh còn nào nữa? Vâng, anh cứ làm đi. Em xem anh làm một tí. Anh còn em chỗ nhà Quan Lan, anh còn nhớ Quan Lan không? Quan Lan ở Thượng Tân ấy. Thấy anh Quan nói nhiều, thế bảo anh rất là siêu, rất là giỏi. Mắt không nhìn thấy nhưng mà làm máy sát được. Trước còn dùng máy nổ nhiều. Trước máy nổ lên rồi. Đấy, thấy bảo là trước còn dùng máy nổ mà đúng không? Anh mà truyền làm điện được ban thằng năm mắt. Vâng, dùng sau đó chuyển dây cu loa riết. Có khi nào bị sao không? Không. Từ lúc làm dây cu loa không sao à?
À. Đấy. Mấy năm mới nổ. Đấy. Đấy, bây giờ nhớ từng vị trí một. Sờ rất chuẩn. Các bạn nhìn anh làm nhá. Thật sự là mình rất là kinh ngạc. Không nhìn thấy mà làm được này, giỏi đấy. Đấy nha các bạn nha, các bạn nhìn thấy hoàn toàn là thật nhé, không phải mình nói điêu một tí nào luôn, anh ấy không nhìn thấy một tí nào luôn. Đấy. Rất chính xác. Siêu nhẹ. Làm kia nó 10.000. Nếu chẳng bởi điều đấy. À. Được. Tờ đấy là bao nhiêu tiền đấy anh? Tờ này. Ừ. Là bao nhiêu tiền? Tờ đấy là bao nhiêu tiền đấy? Không biết hả? Không biết à? Không biết bao nhiêu tiền? Chắc nói dối đó. Thế bù lại cho người ta kiểu gì? Bù á? Ừ. Có tờ nào bù tờ đấy? Có tờ nào bù tờ đấy? Vâng. Thế sang tí bù đúng không? Có tờ nào bù tờ đấy? Không biết bao nhiêu tiền thật á? Nhưng mà tí bù lại thì không sai tí nào. Tí anh xem. Ừ. Không biết bao tiền. Em còn chẳng biết là cái thóc gì nhưng mà về chú bảo chú biết đấy. Biết hết. Biết. À. Thóc nào chưa khô, thóc nào khô quá biết. Ừ. Sát biết đấy. Ừ. Cái đấy thì có thể là cắn hoặc là cảm nhận được. Qua. Bù lại bao nhiêu? À, đấy thấy chưa, biết mà. Ơ rồi đây em đổi cho. À như không đủ. Cũng không đủ đâu. Em không đủ. Em có tờ 2 tờ 50.000. Em có 2 tờ 50.000 thôi. Có đổi không? À, thế thôi nhỉ. À, thế là vẫn biết nha. Vẫn biết là bù lại 190.000, thế vẫn biết là tờ 500 210.000, biết hết nha. Đấy, giỏi nhỉ. Thế là nhà này là anh làm lâu chưa? Làm từ năm 12. Năm 2012 à? 2012. Ừ, trước đi mấy lần với Quan Lan, có một lần rủ vào đây chơi nhưng mà lúc đấy không ngồi lâu, hôm đấy đang bận làm gì ấy? Thế anh đang bận làm gì? À. Thế là tất cả những cái vị trí ở nhà này là mình nhớ hết rồi. À. Khắc nấu nướng ăn á? Khắc nấu. Thế ai đi chợ cho? Đi nhờ à? À. Ừ. Thế bây giờ anh có biết em đang làm gì không? Không biết à? Không biết. Em đang quay phim với anh đấy. Em quay cho lên mạng nhá. Được không? Hả? Không. Không có gì nên xấu lắm. Ừ. Không sao đâu, em nói chung là cho lên để cho mọi người biết là anh có một cái khả năng rất là đặc biệt. Anh muốn bán cái nhà này. Anh về muốn bán nhà này à? Muốn bán khu nhà. À. Bán xong là làm xây cấp 4 ở. Lại xây cấp 4 ở à? Không muốn ở nhà sàn nữa à? Không muốn ở sàn. À. Nhà anh là ba gian nhỉ? Vâng. Anh muốn bán cái nhà này à? Vâng. Cũng nghiến hết à? Nghiến, xà nghiến, cột nghiến. Hay là chắc nghiến này từ thời Thượng Tân à? Vâng, cứ lên đây mua đi. À. Mua Yên Cường được mấy. Mua Yên Cường á? Yên Cường.
thường về mấy cái năm cột. Anh em biết. Vâng, cảm ơn nhé. Giọt nước rất chuẩn. Vâng, em thôi, em ít tuổi thôi. Em năm nay 39 tuổi. 39. Vâng. Sinh năm 81. 81. Anh 79 phải không? Vâng. Đấy, thế bảo bằng tuổi Quan Lan mà. À, thế nhà anh bán này thì anh định bán kiểu gì? Bán không, bán hết. Bán là bán cả khung hết thôi gì? Vâng. Bán hết. Thì bán bao nhiêu? 200 à? À, vâng, được rồi. Nếu mà bạn nào muốn nhà sàn thì con mét nha. Đấy, liên hệ mình sẽ cho địa chỉ anh. Em lên nhà quay cho chụp ảnh đấy. Rồi, thế em lên trên sàn xem nhá. Lâu rồi, nó móc hết rồi, ôm mèo hết rồi. À, tức là ít đi lên đúng không? Vâng. Rồi. Đây em đấy. Toàn bộ nhà là lát bằng ván nha các bạn nhá. Lợp bờ lô. À, thực sự là những cái ván này thì không quan trọng các bạn, quan trọng là cái khung này đấy các bạn ạ. Đấy, nhà rất là ngăn nắp gọn gàng các bạn ạ. À, mỗi tội là một mình anh ấy ở nên là cũng hơi bụi bặm các bạn ạ. Đây. Đấy, có 3 gian. À, thực sự nhà anh này thì qua quan sát thì mình thấy cái khung rất là tốt này. Đây là gỗ nghiến nha các bạn nhé. Xà nghiến này. Đấy, xà nghiến. Cái nghiến này. Tất cả đây là đều là nghiến nhé. Cái khung cứng là nghiến. Còn các cái vì kèo thì có thể là bằng các cái cây. Mình theo mình đoán hình như là mỡ thì phải. Không phải mỡ. Hay là trò hay là cây kháo gì đó. Mình không giỏi về gỗ lắm nhưng mà nhìn các cái kèo này trên này là gỗ rất là tốt các bạn ạ. Như cây chai thì phải. Không nhầm là có cả cây chai các bạn ạ. Đâu toàn bộ khung là nghiến nha các bạn nhé. Anh em có ý định muốn bán để làm nhà cấp 4 bởi vì anh ấy do bị khiếm thị các bạn ạ. Anh ấy đi lại nó hơi phức tạp, do vậy anh muốn bán đi. Làm một cái nhà cấp 4 thì đi lại ở nó cũng thuận tiện hơn. Đấy. Các bạn nào muốn mua nhà sàn cột nghiến thì con mét bên dưới nhé. Thế giờ một mình anh ở đây à? Vợ không hay về à? Đúng rồi. Anh chưa vợ đâu. Chưa vợ à? Chưa vợ à? Thế định em bao giờ lấy vợ? Em ở đâu giới thiệu cho em một cô. À, được. Em một cô. Chưa có vợ? Chưa. Rồi. Thế hôm nào phải lên huyện mới em Quan đưa đi. Nhưng mình buổi tối có khi rót nhầm đấy nhỉ. Buổi tối là mình rót nhầm đấy. Không có điện là rót nhầm đấy, không đi được đâu anh ấy. Chỗ nào anh cũng nhớ hết nhỉ. Là nhưng mà mình thấy đúng là cái máy sát là nguy hiểm như thế mà bác làm được 13 năm nhỉ. 13 năm. Mà không bị sao? Đã bao giờ bị điện giật bao giờ chưa? Anh thay con giá bình thường, khác thay con giá bình thường. Khác thay. Họ còn về nhờ đi sửa hồ ấy. À, còn đi sửa điện đóng cho. Mà. Vâng. Sửa à. Điện đóm là chưa bị giật pha nào. Mà mình khắc đấu điện được. À. Ác nhỉ. Giỏi đấy. Ừ. Thôi quen đâu cũng phải có một cái lập trình siêu đấy. Đặc biệt đấy. Bờ ruộng bé nhá, mấy người đầy đủ mắt còn đi còn ngá. Nên đi bờ ruộng bé bình thường. Bình thường đó mà. Không cần đèn, đi bình thường. Thế cái này khả năng hôm nào anh tập đi trên dây có khi làm xiếc được. Nhỉ. Thật mà. Khả năng hôm nào tập làm cái dây lúc đầu mình đi dây to to một tí xong dần dần mình đi dây bé.
Sau này làm xiếc lại có nhiều người xem đấy. Nhờ. Bờ ruộng nhá, ruộng chỉ 30 phân thôi nhưng mà nó đi bình thường. Với tao coi nó ruộng kia thì 20 phân. Một gang. Một gang. Anh em bây giờ là không làm ruộng đâu gì? Chỉ làm mỗi máy sát thôi. Mưa từ lúc thùi ta hẳn đầm đầm. Không xịt phát nào. Ân ngâm nhé. Ngân nhá. Ngân lẫn. Đạn nhá. Hát này, bật từ hát này dùng không phải nhỉ? 1853. Quản chiến thì... 56. Nắp bóng. Cái này đúng. Nó cho mình phóng lại bốn. Thế, thế là anh hút thuốc này được bao nhiêu năm rồi? Hút thuốc được chục năm. Chục năm nữa. Vâng. Thế cũng mới hút thôi nhỉ? Này. Ừ. Thuốc lá, thuốc lào hút. Thế rượu có uống không? Có. Thuốc lá, anh hút thuốc lá. À, không hút thuốc lá. Thế thế rượu có uống được không? Uống để say hết một AB không? Được. Làm được. Đêm uống làm. Nhạc gì cũng nhảy rất là giỏi. Đấy nha, các bạn quan sát kỹ nha. Đây này, anh từ khâu chuẩn bị không xịt phát nào. Rất là chuẩn. Như kiểu được lập trình rồi nha. Đấy. Giờ không xịt phát nào. Một phát điều khiển hai máy luôn. Chào anh nhá. À, đi về đây. Đây. Cháu về đây. À, đất cưới. À, đấy các bạn ạ. À, mỗi người một hoàn cảnh riêng. À, mình qua vào thăm anh này thì mình thấy là đúng là mình còn may mắn hơn rất là nhiều người các bạn ạ. Đấy, anh mặc dù bị khiếm thính nhưng mà xin lỗi, khiếm thị. Anh ấy bị khiếm thị mà tất cả mọi công việc anh đều làm theo một cái quán tính các bạn ạ. Đấy, mà không bị nhầm lẫn cũng như là không bị làm sao cả. Đấy. Như vậy là mình thấy là anh đúng là một con người thực sự nếu mà tính ra thì phải là một con người rất là năng nghị lực, và ngoài nghị lực ra thì đúng là anh cũng là một con người có một cái khả năng rất là đặc biệt các bạn ạ. Đấy. Qua quan sát anh làm các cái công việc hàng ngày của anh đó là dùng máy sát, mà anh ấy làm rất là cẩn thận mà không bị tai nạn lao động lần nào. Trong những năm trước đây chưa có điện thì anh ấy còn dùng bằng máy nổ và lắp cu loa, lắp dây cu loa ấy các bạn ạ. Đấy, mà không bị sao nhé các bạn nhé. Đấy, và điện đóm ở trong nhà anh còn tự lắp nha các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì đã có điện ở đây rồi thì anh ấy đã chuyển sang các cái đầu motor và anh ấy đã lắp motor để chạy máy sát. Cái công việc quay máy cu loa thì và cái công máy sát ngày xưa ấy thì nó nguy hiểm rất hơn rất nhiều, và bây giờ thì dùng điện này thì nó đỡ nguy hiểm nhưng cũng rất là ghê khi bị nhiễm điện nha các bạn nhé. Điện giật thì cũng còn nguy hiểm hơn là dùng dây cu loa. Nói chung là làm công việc gì nó cũng có cái nguy hiểm đúng không các bạn. Đây nên mình quay review cho các bạn thấy là
hoàn toàn là thật nha các bạn nhé. Nếu các bạn muốn mua ngôi nhà của anh ấy thì comment nhé. Anh ấy có muốn có ý định là muốn bán ngôi nhà này các bạn ạ, để xây một cái nhà cấp 4 để anh ấy đi lại cho nó thuận tiện. Ngôi nhà thì mình quan sát thì thấy thực sự là cái khung rất là tốt, toàn bằng cây nghiến thôi các bạn ạ. Như vậy là tôi review cho các bạn qua một chút như vậy thôi. Và các bạn thấy video của tôi hay thì hãy like và chia sẻ, và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Và nếu bạn nào muốn đến đây chơi và thăm ủng hộ anh ấy và mua nhà của anh ấy thì con phép ở bên dưới nha các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.